Xin chào mọi người, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 4 mùa chay đó. Caritas Thanh Hóa cùng với Hội Thầy Thuốc Samaritano về Giáo xứ Thanh Bình, Giáo phận Thanh Hóa để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con. Đây là ngôi nhà thờ của Giáo xứ Thanh Bình. Mới lễ thiếu nhi xong. Đây là khuôn viên của nhà thờ, nhà xứ. Rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ gọn gàng. Đấy, các em mới đi lễ xong. Không quay. Này. Ra nó vào đây này. Con có kẹo gì đấy? Các bé có kẹo gì đấy? Quay kẹo gì nào? Quay kẹo gì nào? Đây là trưởng ban Caritas của Giáo phận Thanh Hóa,
Chí Sơn, rồi mọi người trong ban gia đình khác của giáo phận. Giáo sư chúng con rất là vui vì cái tình thân ái như tình yêu và sự chia sẻ của cha như mọi người trong ban những quý bác sĩ hiện diện trong giáo sư Thanh Bình và cái chuyên nhiệm vụ của cha này, thì chúng con chưa có sự đón tiếp chú đáo. Thì giờ này thì trong cái cơ hội này, con xin thay lời cho đoàn bác sĩ Thanh Bình xin được chào cha như mọi người trong đoàn ra trong ngày hôm nay một tràng tay. Con thay lời cho cộng đoàn xin chân thành cảm ơn cha Chí Sơn, quý bác sĩ và mọi người trong đoàn đã vì tinh thần bác ái tình thương thân tương ái đồng đoàn đến để chia sẻ với chúng con qua cái việc khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho chúng con trong chương trình bốn của thầy này. Thật là cái ý nghĩa của tinh thần của cha và cũng ý nghĩa trong cái tinh thần dân tộc của Việt Nam chúng ta. Và con xin cảm ơn Chúa trả công cho tâm lòng và đại nhân ái của quý cha, của quý sơn, của quý y bác sĩ trong đoàn. Và xin chúc cho cha như thầy quý sơ trong đoàn dù nào ơn Chúa và ân sủng của Thiên Chúa trong mùa tranh. Và xin Thiên Chúa cũng chúc lành cho tâm lòng của đại của quý y bác sĩ, có những người cùng tôn giáo, những người cùng tôn giáo thì cũng được phúc lành Thiên Chúa, mạnh khỏe trong gia đình, bình an trong cuộc sống và thành đạt trong công việc. Thì Chúa chúc lành với tất cả chúng ta một tràng pháo tay nữa. Thưa quý vị, mọi người thì chúng ta đã biết thì hiện diện của chúng ta đây thì có cha Paulo Văn Thường là trưởng ban bác ái của giáo phận Thanh Hóa. Ngài thì hiện diện trên TikTok rất là nhiều. Lâu lâu mới về chúng ta ngày này chúng ta đây chúng ta cảm ơn ngài để ủng hộ cho chúng ta. Có thời Chúa Sơ, có Chúa Sơ để có biết tên, Chúa Sơ có biết tên. Có Chúa Sơ lòng Lê Thanh Giang Thanh Hóa, có Chúa Sơ lòng Rô Thị Thánh Thể tại Hàn Quốc. Được mong sự hiện diện của các sơ đây, giáo sư chúng con có thêm nhiều vũ sĩ để cầu nguyện cho Chúa, phục vụ Chúa, giáo hội và cầu nguyện cho giáo sư. Và chúng ta cảm ơn Chúa Sơ và chào tất cả. Chúng ta cảm ơn quý bác sĩ và những người tùy tục để phục vụ cho cái việc thắng chữa bệnh ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, thì cũng là chúng ta cũng cảm ơn nhau cảm ơn đây nữa. Bây giờ đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta xin kính mời các vị quan khán. Trước hết thay lời cho tất cả những em y bác sĩ cũng như quý sơ trong đoàn công tác của giáo phận Thanh Hóa xin rất là cảm ơn cha xứ cha Hồng, cha xứ của giáo xứ Thanh Bình, cảm ơn hội đồng mục vụ của giáo xứ và toàn thể mọi người giáo dân của giáo xứ Thanh Bình. Buổi sáng ngày hôm nay đã tạo cho chúng con có cơ hội được về đây để khám bệnh và phát thuốc cho bà con. Thì đây là cái chuyến gọi là khai xuân của các y bác sĩ trong hội thầy thuốc Samaritano. Và hôm nay cũng là trong cái bầu khí của mùa chay thánh, hôm nay là chủ nhật thứ 4 mùa chay rồi. Và trong mùa chay á thì ngoài việc cầu nguyện, ngoài việc chay tinh thì cũng còn một cái việc nữa rất là quan trọng, đó là việc mà làm những việc hành phúc đức để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì đó là cái công việc thứ ba, là cái công việc quan trọng mà hôm nay các y bác sĩ đã hy sinh thời gian quý báu của mình ngày chủ nhật đó để đến đây để làm cái việc phúc đức, tức là khám bệnh và phát thuốc cho tất cả chúng ta. Cho nên đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa trong mùa chay thánh. Xin Chúa chúc lành và trả công phối hợp cho các y bác sĩ vì đã hy sinh thời gian công sức và cái khả năng của mình để đem đến cho chúng ta có được cái buổi khám bệnh để giúp cho chúng ta có cái sức khỏe nó tốt hơn. Rồi cũng xin hết lòng cảm ơn các ân nhân của hội người bác ái Francisco đã hỗ trợ cho chúng con có được cái số thuốc này để rồi để chăm phát cho bà con nhưng mà sau khi mà khám bệnh. Rồi cũng xin cảm ơn các sơ, hôm nay thì có hai hôm dòng khác nhau và chúng ta thấy trung phục của các sơ cũng khác nhau. Ở dưới kia là có các em huynh trưởng của giáo sư Thanh Bình, các em nữ đó, thì trong thời gian mà khám bệnh thì sẽ có
hai cái bàn tư vấn về đời sống tâm hồn, một kênh là của dòng bếp, một kênh là của dòng không phải là dòng nuôi thì thánh thể mà là dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đấy, thì các em thích đi dòng nào thì đăng ký đi dòng đó nhé. Thì con xin Chúa chúc lành cho cái việc mà chúng con làm từ buổi sáng ngày hôm nay để giúp đỡ cho tất cả mọi người biết được tình trạng sức khỏe của mình để làm sao có được cái sức khỏe thật tốt, sức khỏe nơi thể xác cũng như là sức khỏe trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta được bình an và hạnh phúc hơn. Và giờ đây thì xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Thành là trường của hội thầy Phúc Samaritano của giáo phận sẽ có đôi lời nói với tất cả chúng ta. Chúng ta mời bác sĩ Thành một tràng pháo tay để bà có bệnh gì không?
nhiều bệnh lắm ạ. Chứ bà bệnh gì? Con da nhiều bệnh lắm. Nhiều lắm ạ. Dạ dày. Vâng. Đến cái lúc này thì không bệnh này cũng bệnh khác nha. Cha đang mới có tí bệnh, tí tuổi thôi mà cũng nhiều bệnh lắm rồi này. À, nhiều bệnh nha. Rồi các bà có bệnh gì không? Viêm họng, viêm mũi quản, viêm phổi rồi mấy thứ. Ồ, vừa tiểu đường này, viêm họng này, viêm phế quản này, dạ dày này, viêm phổi này. Ồ, đủ mọi thứ bệnh nha. Mới có tí tuổi mà đủ thứ bệnh nha. Thì tí nữa các bác sĩ khám cho nhá. Còn hai bạn thì chắc chẳng có bệnh gì nhá. Tại cần đau hết kìa. Đau khớp đâu đấy nhá. Vâng, rồi hồ mồ đến năm nay phải hồ đến 10 tháng ấy chứ. Ồ vậy à. Vâng. Một năm có 12 tháng thôi mà hồ mất 10 tháng mới rồi. Đã khỏi được mấy bữa. Vâng. Như này. Duyên đâu. Rồi mọi người cứ từ từ rồi các bác sĩ khám bệnh cho nhá. Hy vọng là năm mới là bớt bệnh này, hết bệnh này nhá. Trước các bà mới đến để khám bệnh á, các bà có bệnh gì không? Nhiều lắm à. Ừ, bệnh gì bà thử kể cho cha nghe cái coi. Đau chân rồi đau người rồi đau đầu rồi cao huyết áp rồi. Chứ ăn vào thì không ngủ được. Chứ ăn không muốn làm. Ăn vào thì có đau miệng không? Cái bệnh mà cứ hãy mà đói cái cứ hãy mà không ăn là nó đói nha. Mà ăn vào lấy nó lại no mà không ăn thì lại đói. Rồi các bà đấy rồi là các bác sĩ rồi khám bệnh cho các bà nhá. Chứ các bà có biết cha không? Cha gì nhỉ? Cha gì nhỉ? Ừ. Không nhớ tên à? À. Con hay xem cha đi từ thiện lắm. À vậy à? Xem ở đâu? Xem ở trong mạng thôi mà. Xem ở trên mạng thôi nha. Cha chưa về xứ con chưa biết được. Cha về xứ rồi nhiều lần rồi. Cô cha về xứ mà cô thì con đã nói cô cha về đây nhiều lần mà con không biết tên cha. À. Đấy. À, cha về xứ đây nhiều lần rồi. Vâng. Chứ lâu nay xem ở cha trên mạng, bây giờ hôm nay được xem cha ngoài đời thấy làm sao? Cha đẹp trai. Rất vui tính. Có đẹp bằng người cha xứ của các bà không? Cũng đẹp bằng đấy cha. Đẹp trai đấy. Cha xứ đây là đang còn trẻ này, còn đẹp này, cũng vui tính rồi, cũng không kém. Ồ, ồ đây là Giang Sơn à? À. Đấy là để đấy, nhưng mà trước đây thì là cũng là một đúng không? Vâng. Cũng là Thanh Bình. Giờ là chứ con là chứ mới. À bây giờ chứ mới. Cha giống đó, hôm vừa rồi chầu cha có về đó. Chào bà nhá. Hôm khai mạc chầu á cha đưa Đức cha về đó. À. Đó. Cha về đây cha chỉ có thích ăn rươi thôi, ăn rươi thôi. Có mắm cái hả nhỉ? Các bạn có mắm cái hay mắm gì nhỉ? Ở đây có cái mắm gì nhỉ? Mắm rươi, mắm cái. À. Sao? À, cha Dũng đang nhà. Cha mà chú thích ăn rươi thì bây giờ chú cha rồi. Ăn rươi
Dưa ăn với bánh đa thì tuyệt vời rồi nha. Ông Lượng đâu? À. Mời ông Lượng vô trong phòng. Vô trong phòng bên kia. Chứ các bạn có bệnh gì không mà ngồi đây? Mê bệnh. Mê rồi nhờ. Cha đây cũng mê bệnh rồi. Ai cũng có bệnh hết. Cha có cái bệnh viêm màng túi mà chữa mãi mà không khỏi cho. Chào con nhé. Thì túi cha lúc nào nó không thủng, nó bị thủng. Con khám bệnh chưa? Các bà có cái thuốc gì mà chữa được cái bệnh viêm màng túi không? Không, cha. Không. Cha đang chúng con đang có bệnh đi đến cha đây là cha đang bảo con chữa viêm màng túi của cha. Các bà mà chữa cho cha được cái bệnh nữa thì là tuyệt vời rồi ạ. Tìm bác sĩ khác. Bây giờ chỉ trông cha đến Đúng sang. Đoàn thực hiện nào để giúp cho trông con đúng không? Giúp cho ông con chứ là cái bệnh viêm màng túi này. Đây là phòng siêu âm này, các bạn đang đợi để siêu âm. Và đây là xe cứu thương của Caritas Thanh Hóa. Ai có nhu cầu, bệnh nhân nghèo nó có nhu cầu thì xin liên hệ với Caritas Thanh Hóa. Chúng tôi chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo mà thôi, mà hoàn toàn là miễn phí. Siêu âm này. Mấy bà đã siêu âm chưa? Hay đang đợi? Đang đợi đến đến lượt mình nha. À. Không biết là cái máy siêu âm có siêu được cái màng túi của cha không nha. Nó rách nó thủng hết rồi. Vâng. Rồi cầu chúc cho các bà là không có bà nào có bệnh gì hết nha. Và ít nhiều, không ít thì nhiều, ai cũng có một tí nha, có tí bệnh. Rồi tí nữa là các bà là có trên TV rồi đấy nhá. Trưa nay là các bà về mở VTV3 nhá. Đấy. Rồi các thấy thuốc đi nhờ. Thế nè, tối nay là cho đi dân tộc đây này. Tối nay lên dân tộc Hơ Mông á, lên miền núi á. Cha xứ hôm vừa rồi cũng mới đi đó. Cha xứ về có kể chuyện không? Đấy. À. Đấy, bản gì đó hôm vừa rồi cha xứ đi đó. Ừ, tối nay cha lại đi tiếp đây, không biết cha xứ có đi nữa không. Nhưng mà cha xứ về chắc là phải nằm mấy ngày đó. Còn cha thì ngày cha thì thạo ở ngày nào cha cũng đi hết. Đây hôm nay là các bà được lên TV hết đấy nha, coi cái mặt các bà có này, quay cho rõ mà các bà đi lên TV nha. Cha con nhìn cha giống như hôm trước cha ở cái xứ Cẩm Sơn đấy nha. Hôm trước là hôm nào? Chứ con thấy cái giáo xứ Cẩm Lương, Cẩm Sơn này con thấy như cha mới. Cẩm Sơn ở trên Cẩm Thủy á? Vâng. À. Cháu nào? À. Đấy.
Rồi, đây là các bài này có trên TV hết rồi đấy nha. Bên TV 3 là có nha. Ừ. Rồi đây, à, quay các ông tí rồi, không có lời bảo là chỉ có các bà mà không có các ông. Đấy. ông nuôi bao nhiêu năm trời thì được cái bộ râu như vậy ông? Mấy trời cho nó cũng được. Lúc nào râu cũng ông chúa bàn giờ đó. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đầu tám rồi mà tóc tai còn đang ngon lành nha. Đẹp trai đó. Chứ ông có bệnh tật gì không? Có bệnh hay uống rượu. Hay uống rượu thôi. Cái bệnh đó thì cũng khó chữa đấy. Bệnh đó chả có thuốc nào chữa được. Không có thuốc nào chữa được. Tí nữa ông khám bệnh nha. Vâng. Đây, chào các ông nha. Đây, vậy là có cả ông cả bà lên đây rồi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.